tienda. Chào các bạn, hôm nay ra vườn sân nhà thấy hoa hồng tú cầu nở đẹp quá, mình quay chia sẻ cho các bạn xem. Mời các bạn cùng xem thư giãn với mình ha. Loại hoa hồng tú cầu này một năm chỉ nở có một lần thôi các bạn. Cây ít lá, bông to tròn, nhìn rất đẹp các bạn. Cây hồng tú cầu này được nhiều người ưa chuộng, trồng trước sân nhà hoặc hai bên lối đi, nở hoa nhìn rất đẹp các bạn. Kế bên cũng có mấy chậu nha đam, tươi tốt, xanh mượt. Ở ngoài vườn cũng có mấy cây hồng tú cầu, mời các bạn ra xem cùng với mình nha. Chậu ở ngoài vườn ba cây nở ba bông đỏ rực, nhìn mê quá. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Rồi đi ra ngoài xem tiếp các bạn, cũng có mấy bông ở ngoài vườn. Thank you.
rồi thôi, mình xin phép dừng video tại đây. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình với nha. Đăng ký hoàn toàn miễn phí các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye các bạn.